Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 8, bài số 11 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài số 11, biểu diễn gen. Học xong bài này mình sẽ nhận dạng được gen trên bản vẽ chi tiết và biết được quy ước về gen. Một là mã là chi tiết về gen. Trước hết là một câu hỏi, một yêu cầu. Hãy kể tên một số chi tiết có gen trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng. Ở đây mình sẽ là một số chi tiết có gen. Gen là cái phần xoắn ốc ở phía bên ngoài là hoặc là bên trong chi tiết. Bây giờ mình thấy chỗ này có gen nhé. Đây, cái bần mực đây, thì chỗ này mình thấy cũng có gen, có nghĩa là cái phần xoắn ốc này đây, để vặn cái nắp vô, đó gọi là phần gen nhé. Câu C ở đây cũng thấy gen đúng không? D, đây này cũng là gen đây. Câu E này cũng là gen để dặn cái bóng đèn này vô cái đuôi đèn. Và này cũng con ốc này cũng có gen đúng không? Này cũng có gen đúng không? Giờ như vậy thầy trả lời nhé. Người ta yêu cầu mình kể tên một số chi tiết có gen trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng đúng không? Giờ mình sẽ làm cái câu đó nhé. Như vậy là trước hết là mình thấy là trụ ghế sẽ có gen, dùng để thay đổi độ cao của ghế. Tiếp theo là miệng lọ mật, dùng để vặn chặt nắp lọ mật. Tiếp theo là ruột đuôi đèn, dùng để lắp đèn, lắp chặt cái bóng đèn quạt. Tiếp theo là cái đầu đinh vít, dùng để vặn chặt vít vào vặt. Tiếp theo là đuôi bóng đèn, dùng để lắp đặt vào cái đuôi. Và tiếp theo là cái lỗ đai ốc, dùng để vặn chặt vào gen trục. Và cuối cùng sẽ là đầu chuột bu lông, dùng để vặn vào đai ốc nha. Giờ như vậy mình trả lời xong câu hỏi nha. Giờ như vậy mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Giờ tiếp theo quy ước về gen. Mình quy ước vẽ gen nhé. Gen có kết cấu phức tạp nên các loại gen đều được vẽ theo cùng một quy ước. Trước hết là về gen ngoài, còn gọi là gen trục, có nghĩa là nó sẽ nằm phía ngoài của cái chi tiết đó. Gen ngoài là gen được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết như hình 11.2. Đây cái phần gen ở phía bên ngoài của các chi tiết của mình. Quan sát gen trục 11.2 và xem các hình chiếu trên gen trục 11.3. Em hãy nhận xét về quy ước vẽ gen bằng cách ghi cụm từ liền đậm hoặc là cụm từ liền mạnh vào mệnh đề sau. Giờ trước hết mình sẽ xem cái hình trước, giờ mình sẽ điền cái từ liền đậm hoặc là liền mạnh vào cái mệnh đề. Như vậy mình thấy là cái phần gen này gồm có là D, có nghĩa là đường kính của cái đỉnh gen, hai đỉnh gen bên đây và bên này. Còn D1 là đường kính của hai chân gen từ bên đây qua bên đây nhé. Giờ giới hạn gen là một cái đường gạch ngang như vậy. Đỉnh gen là cái liền đậm. Còn cái xương gen thì là cái đường mờ mờ ở đây đúng không? Đường mạnh ở đây đúng không? Giờ cái vòng chân gen thì là liền mạnh, là nét mạnh ở đây, nét liền mạnh ở đây. Còn vòng đỉnh gen thì là sẽ là một cái liền đậm đúng không? Giờ thầy trả lời thầy sẽ điền vô luôn nhé. Đường đỉnh gen được vẽ bằng nét liền đậm đúng không? Đây đường đỉnh gen này, đỉnh gen là một cái liền đậm. Đường chân gen được vẽ bằng nét liền mảnh nhé. Đây cái đường màu xanh này chính là đường liền mảnh. Tiếp theo là đường giới hạn gen được vẽ bằng nét liền đậm. Đây đường giới hạn gen, nét liền đậm nhé. Tiếp theo là vòng đỉnh gen được vẽ bằng nét đóng kính liền đậm. Như vậy là vòng đỉnh gen, đây cái vòng đỉnh gen đây là cái vòng ngoài đây, mình sẽ vẽ bằng một cái nét đóng kính và là liền đậm. Tiếp theo là cái vòng chân gen được kẻ hở bằng nét liền mạnh. Như vậy là cái vòng chân gen thì người ta vẽ 3/4 cái vòng tròn, có nghĩa là bị hở đi, và bằng một cái nét liền mạnh nhé. Như vậy mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp vào bài giảng. Tiếp theo mình sẽ học về gen trong, hay còn gọi là gen lỗ. Gen trong là gen được hình thành ở mặt trong của lỗ, như là 11.4 đây.
Đây, cho mặt trong của lỗ thì mình thấy có phần gen này đúng không? Quan sát gen lỗ 11.4 và xem các hình cắt, hình chiếu của gen lỗ. Hãy nhận xét về vi ước vẽ gen bằng cách ghi gầm từ là liền đậm hoặc là cụm từ liền mảnh và mình để sạc. Giờ như vậy mình thấy là đây, D là khoảng cách giữa hai cái chân gen. D1 lúc này sẽ là chân gen là D nhé. Khoảng cách giữa hai chân gen là D. Khoảng cách giữa hai cái đỉnh gen là D1. Giới hạn gen là một đường vạch ngang thế này, đúng không này? Và vòng đỉnh gen thì là đường đường đậm này. Và vòng liền đậm này. Còn vòng chân gen là một cái đường liền mảnh và chỉ bị hở đi. Giờ hãy trả lời câu hỏi phía dưới. Giờ mình sẽ hay sẽ làm cái phần này luôn nhé. Như vậy mình lần thấy là đường đỉnh gen được vẽ bằng nét liền đậm, đúng không? Đây đỉnh gen này, đỉnh gen đây là liền đậm. Đường chân gen được vẽ nét là liền mảnh. Đây chân gen là cái này là liền mảnh, đúng không? Đường giới hạn gen bằng được vẽ bằng nét liền đậm. Đây giới hạn gen là cái đường này liền đậm nhé. Tiếp theo là vòng đỉnh gen, mình sẽ vẽ một đường nét đóng kín gọi liền đậm. Như đây đây là vòng đỉnh gen đây. Vòng đỉnh gen là cái nét đậm đây. Đóng kín luôn nha. Và tiếp theo là vòng chân gen được vẽ bằng nét hở và liền mảnh. Đây cái chân gen vẽ vẽ hở và liền mảnh nhé. Giờ như vậy mình xong. Trả lời xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Chú ý là đường gạch gạch được kẻ đến đường đỉnh gen. Như vậy mình thấy là cái đường gạch 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 này nó lắng qua cái đường chân gen luôn nha. Và nó sẽ đụng cái đường đỉnh gen nha. Đây, đường đỉnh gen. Đây cái đường gạch gạch nó đi qua chân gen và nó đụng cái đỉnh gen, đúng không? Như vậy là đường gạch gạch sẽ kẻ đến đường đỉnh gen luôn. Còn tiếp theo là phần gen bị che khuất, có nghĩa là mình không thấy luôn, đúng không? Trường hợp gen trục hoặc là gen lỗ bị che khuất thì các đường đỉnh gen, chân gen và giới hạn gen đều được vẽ bằng nét đứt nét như hình chiếu 11.6 này. Mình thấy là chân gen, đỉnh gen, giới hạn gen đều là các đứt nét hết nha. Giờ tiếp theo là phần ghi nhớ. Nội dung chính bài học này: vi ước vẽ gen. Gen nhìn thấy đường đỉnh gen và đường giới hạn gen vẽ đường bằng đường nét liền đậm. Đường chân gen vẽ nét liền mảnh và vòng chân gen chỉ vẽ 3/4 vòng tròn. Còn gen bị che phất thì các đường đỉnh gen, đường chân gen và đường giới hạn gen đều vẽ bằng nét nét đứt nha. Như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi và phần bài tập luôn nha. Mình sẽ có 3 câu hỏi, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời 3 câu hỏi nha. Câu hỏi số 1, gen dùng để làm gì? Như gen mình biết là gen dùng để ghép nối hay là truyền lực, ghép nối các chi tiết máy lại với nhau, đúng không? Tiếp theo là câu số 2, kể một số chi tiết có gen mà em biết. Như vậy là một số chi tiết có gen mình biết là đuôi bóng đèn, dùng để vặn chặt cái bóng đèn hoặc cái đuôi. Ghế xoay, đơn vít, côn xe đạp, đai ốc, các loại chai có nắp xoắn, đúng không? Tiếp theo là câu số 3, quy ước về gen trục và gen lỗ khác nhau như thế nào? Giờ hãy trả lời câu này nhé. Như vậy mình thấy là gen trục thì sẽ đỉnh gen nằm ngoài tiếp xúc với không khí, còn chân gen nằm ở bên trong. Còn gen lỗ thì đỉnh gen trong chân gen và chân gen nằm ở bên ngoài tiếp xúc với không khí nhé. Giờ như vậy mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp qua phần bài tập luôn. Bài tập câu số 1. Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của gen trục ở hình 11.7. Hình nào vẽ đúng? Ghi ký hiệu tên hình đúng vào bảng 11.1. Như vậy mình thấy là có hai hình chiếu. Mình bên đây xem cái cặp nào đúng nhé. Mình sẽ xem 11.7, có nghĩa là hình bên đây nhé. Mình xem cái hình nào là đúng. Như vậy mình thấy là cái hình ABC theo cái em thì hình nào đúng. Như vậy hình này mình thấy là các
đường giới hạn gen phải là một đường thẳng và đậm nét, đúng không? Như vậy mà ở đây là chắc chắn là sai. Ở đây cũng bị sai, ở đây là nó phải là một đường thẳng chứ không phải nó bị gấp khúc chỗ này, đúng không? Như vậy là câu B, cái hình B là đúng nha. Giờ tiếp theo mình xem ba cái hình này nào đúng. Như vậy hình mình thấy là hình F là sai. Cái vòng liền đứt cái vòng này phải là 3/4 thôi chứ không thể là nguyên vòng tròn được, đúng không? Như vậy mình thấy là cái hình D đúng, đúng không? Cái hình D này sẽ tương ứng với cái hình B, đúng không? Như vậy mình sẽ làm cái bảng 11.1 nha. Như vậy bảng 11.1 thì sẽ làm dưới đây. Hình chiếu nè, mình có hình chiếu đứng sẽ là hình B và hình chiếu cạnh sẽ là hình D nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình xem xét cái hình cắt và hình chiếu của gen lậu ở 11.8. Hình nào vẽ đúng và ghi ký hiệu của tên hình đúng vào bảng 11.2 nha. Giờ bây giờ mình sẽ xem hình 11.8 xem hình nào đúng. Như vậy mình thấy xem ABC hình nào đúng. Như vậy mình thấy là hình này là hình A là sai nè. Mình nhớ là cái đường gạch gạch này nó phải đụng cái hình B. Hình này hình C là sai nè, cái đường gạch gạch nó phải lắng đụng cái đường đậm luôn. Hình này sai. Rồi cái hình này cũng sai, hình B đúng nha. Giờ tiếp theo mình xem hình nào đúng đây. Này quy một vòng tròn hết là sai. Rồi mình thấy là cái hình này đúng nha. Hình B và hình F là hai hình là gen lỗ, đúng không? Người ta nói gen lỗ nha, chứ không phải là gen trục, gen trục. Còn đây hình gen lỗ thì mình thấy là cái hình B đúng, đúng không? Và cái đường đậm nét sẽ nằm bên trong. Cái gen lỗ thì cái đường đậm nét sẽ nằm bên trong, đúng không? Đường đậm nét sẽ nằm bên trong và cái đường gạch gạch nó sẽ đụng cái đường đậm nét đậm luôn. Như vậy hình B và hình F sẽ là đúng nha. Như vậy là thầy sẽ làm câu số 2. Thầy sẽ điền vào bảng là hình cắt là hình B và hình chiếu sẽ là hình F nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng nha. Tiếp theo phần nội dung có thể em chưa biết này, mình phần đọc thêm để mình nắm thêm kiến thức thôi nha. Quy ước về dễ ven vẽ gen ăn khớp. Trên hình cắt quy ước gen trục không bị cắt và che khuất phần gen lỗ ăn khớp. Do đó các đường đỉnh gen, chân gen và dưới hàng gen ở cô trục sẽ được vẽ đầy đủ, đúng không nào? Gen trục và gen lỗ muốn ăn khớp được với nhau thì các yếu tố như là dạng gen, đường gen, đường kính gen, bước gen và hướng năng, hướng sóng phải như nhau nha. Giờ như giờ mình xong bài giảng hôm nay nha. Giờ nếu các em thấy hay giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nhé.